Mọi người yên tâm không sao đâu.
đã sang chảnh mà đúng đúng không cả nhà, nhìn nó rất là sang chảnh nè. Cái màu đen phối hợp với lại cái viền vàng nhìn rất là đẹp luôn, bắt lên cái vẻ sang chảnh thời thượng. Nhìn cái hộp cũng rất thích ha, trong đây nó có hai cái bánh phấn, một hộp một set 700 ngàn, nó có hai bánh phấn. Tuy ra là một bánh nó chỉ có 350 thôi, rất là tiết kiệm cho mình. Một cái loại phấn chị sử dụng rất là lâu mới hết, khi mình sử dụng hết thì mình thay tiếp cái loại phấn kế tiếp vô, xong rồi mình sử dụng hết thì mình mua cái mới to nhưng mà rất là lâu mới hết nha. Chào mọi người, chia sẻ và comment đã chia sẻ giúp Tâm nha, để có cơ hội nhận ngay em hai em đồng có một chút này uống may mắn với Phương lắm. Quà đang hết đây. Thì trước tiên thì mình sẽ làm sạch cái da mặt của mình. Thì cái da mặt của Tâm thì vừa mới rửa mặt xong nè, nhìn rất là khô đúng không? Nó tại vì da của Tâm vừa mới đi bước liệu trình tái tạo da, tẩy cái độc tố dưới da ra bên ngoài nên da nó còn hơi bong nhẹ, thì nó nhìn nó hơi khô. Thì mình sẽ cho cái em serum D8 này lên đây, tinh chất tạo sự căng bóng, giúp cho da mình nó một lõi được không em? Dạ không chị ơi, mua một lõi thì mình không có bông phấn, mình không có cái hộp nè, giống như trong cái lõi đây, trong lõi phấn như đây thì nè, dở ra thì cái lõi phấn là ở trong đây. Nếu mình mua cái lõi xong thì mình không có bông phấn nên không có cái hộp để bảo quản cái lõi phấn đó được, thì nó sẽ mau khô với lại không có bông phấn sao mình đánh được đúng không? Trước tiên là mình lấy một lượng serum vừa phải mình thoa lên da nha, để tạo sự căng bóng và dưỡng thấm cho làn da của mình. Khi mà cả nhà mình sử dụng cái em Sexy Infusion này á, thì mình về mình nhớ là tẩy trang da thật sạch với Tâm nha, tẩy trang xong rồi rửa mặt thật sạch bằng D5 với Tâm nha. Phan An chia sẻ rồi đấy, còn trắng cho Phan An. Ok chị Phan An nhìn mình nha, chia sẻ và comment đã chia sẻ giúp Tâm nha. Đó, trời ơi bây giờ mặt trắng hồng dễ thương quá vậy. Phan An đã có tên nha. Do những da của ai bị sạm nám rồi nha, rồi mọi chị hãy liên hệ nhắn tin cho Tâm chắc để Tâm có thể tư vấn cho mình cái liệu trình để kẹp đẹp Tết nha mọi người. Bây giờ tới Tết là còn 15 ngày nữa, thì tùy vào loại da mà nó sẽ có những cái liệu trình khác nhau nha. Nhi Võ hồi nãy hình như có ghi tên rồi chị yêu ơi. Chị yêu ơi, chắc có ghi tên chị rồi. Thì bây giờ mình tới cái bước là D2 này. D2 để dưỡng thẳng cho da nha. Khi các bạn sử dụng phấn trang điểm hay là phấn che khuyết điểm hay là cái gì đó, thì mình bắt buộc mình phải sử dụng một lớp dưỡng ẩm để cho da mình nó khỏe được nha. Bao nhiêu lượng rồi? Hôm nay có 16 hả? Mọi người ơi, chia sẻ bài lên giúp em nha. Chia sẻ và mời nhiều người vào cùng xem để cùng chia sẻ giúp mình, để cho mau bốc thăm đi nè. Được 50 lượt chia sẻ thì em sẽ bốc thăm ngay nha. Đó, khi mà da tái tạo xong đêm 1 mình đánh cái đen 2 lên rất thích, tại vì nó rất là thích kem như cả nhà. Đánh cho bùng mắt tới nha. 50 lượt chia sẻ. Cả nhà ơi, chia sẻ và mời thêm mọi người vào xem giúp em đi nha. Đó, trường em đã hút vào da thì nhìn da nó rất là căng hồng, rất là căng bóng và tự nhiên. Bình thường da như vậy cũng đã đẹp rồi, còn phải đánh phấn. Nhưng mà mình đi tiệc, đi chơi hay gì mình cần da mình nó còn nông, mình cần cho da mình nó lung lên một xíu á, thì mình sử dụng thêm cái em phấn nước đi nha. Rồi xong, bây giờ Tâm sẽ sử dụng tới cái siêu phẩm của Tóc Quai này, siêu phẩm mới được ra mắt đây. Đây là em phấn nước Sexy Infusion, rất là đẹp nha. Cả nhà
trong đây có cái miếng dán, đây là hàng còn mới, tâm chưa có bóc ra, tâm mới, tâm mới bóc ra đây, đây rất là đẹp, rất là đẹp luôn. লেকি না কেন ওগুলো আপনার বাজারে উঠবে, টাকা তো আপনার বাজারে উঠবে। আপনি লেকি না কেন আপনার কত টাকা খরচ করছেন তারেক দিয়ে? হ্যাঁ এরা যে কোশ্চেন যে ওগুলো মনে হয় আলাল ভাই লিখছে কোথায়? Giúp cho da mình chống nắng, chống khỏi tia UV, nhưng mà độ
chơi chơi chơi.
dùng để hồi đèn đúng không? Ok, cho người đứng trước có quyền lựa chọn nha. Còn một cái màu trắng nữa sẽ thuộc về ai đây? Chơi nữa chứ tiếp này, chơi nữa. Còn một cái màu trắng nữa, hai cái rồi. Đầu tư nhiều lắm, chị dễ thương lắm trời. Thi vọng không thôi, nhà chiếm hồng làm sao bây giờ? Không lẽ giờ tôi bóc diễm hồng tôi để riêng một bên để họ tôi bóc tên diễm hồng trời đó, thấy chưa? Bây giờ phấn nó đang như da nhìn rất là căng bóng nè, da rất là tự nhiên luôn, thích quá. Gì ta? Hiếu hiếu bốn hả? Hiếu bốn hả anh?